Việc ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VN Phạc Ma bị bắt giữ vì liên quan tới các hành vi buôn lậu làm giả giấy tờ, khiến cho nhiều người băn khoăn về việc là công ty trên vẫn trúng gói thầu cung cấp thuốc cho Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua. Và đương nhiên là thuốc của họ đã và đang được cung ứng đến hàng loạt các bệnh viện trên địa bàn của thành phố. Được biết, thông qua việc mở thầu thuốc tập trung của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, công ty trúng thầu sẽ cung cấp những loại thuốc có trong danh mục đấu thầu cho tất cả những bệnh viện công trên địa bàn hiện ở thành phố Hồ Chí Minh có khoảng hơn 70 bệnh viện công lập như bệnh viện Bệnh nhiệt đới, bệnh viện Trợ Rẫy, bệnh viện Bình dân, bệnh viện Bưu điện, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Gia liễu, bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tuy nhiên, hiện công ty cổ phần VN Pharma đã cung cấp thuốc cho những bệnh viện nào, lượng thuốc cụ thể ra sao thì chỉ những người trong ngành mới biết được. Có điều, công việc này vẫn đang được tiếp tục duy trì vì mới đây, đại diện công ty VN Pharma cho biết Việc cung ứng thuốc cho các bệnh viện tại phố Hồ Chí Minh vẫn đảm bảo ổn định dù ông Nguyễn Minh Hùng bị bắt giữ vì tình nghi liên quan tới việc làm giả hồ sơ, giấy tờ buôn lậu. Xin nhắc lại, cả hai công ty do ông Nguyễn Minh Hùng làm quản lý là Công ty Cổ phần Vietpharma và Công ty một thành viên Dược Nam Anh đã trúng thầu cung ứng thuốc cho Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 tất cả 63 mặt hàng thuốc với tổng trị giá hơn 476 tỷ đồng.